Hello, xin chào quý khách hàng quay lại với cửa hàng Marketing Thái Quang. Thì hôm nay bên Ly mới làm xong cái chồng kính Aizen của dòng chồng Expert ha. Đó, Aizen này, đây. Cho mọi người sẽ nếu mà có biết về cái dòng chồng của Essilor Aizen á, thì đây mọi người sẽ biết đây là một dòng chồng rất là cao cấp ha, được đặt đánh theo cái thông số kỹ thuật mắt của khách hàng. Đó, theo từng thông số mắt ha, đó, khoảng cách mắt nè, độ cao của mắt. Đó, như thế nào thì mọi người có thể tham khảo ha. Đó, trên thông tin trên mạng Essilor của Essilor thì đây là cái dòng chồng mà Liêm đặt đánh cho khách hàng vào năm 2023 ha, ngày 18 tháng 2. Đó, đây. Đó, và đây là cái độ của khách hàng và theo cái khoảng cách của con mắt ứng trên cái khuôn mặt của khách luôn ha, nên đây cái dòng chồng rất là được tối ưu hóa theo cá nhân của từng con mắt của khách hàng. Đây. Đó. Và đây là cái bao chồng nha, đặt đánh đây, đợi 18 tháng 2 đây. Và những cái dòng chồng của Essilor thì đều được được có cái thẻ để chứng nhận và cái khăn ha của Essilor Việt Nam. Đó, đây là dòng chồng đặt đánh riêng ha, chứ không phải dòng chồng sẵn, nên cái thời gian đánh có thể tùy theo cái kính từ 2 tới 3 ngày hoặc là 7 ngày ha. Thì tùy theo mỗi người thì bên Liêm sẽ báo cụ thể. Thì đây là cái dòng chồng mà chống tia UV nè, chống tia xanh ha. Nhưng mà cái của Essilor nè, Aizen Expert 1.1 đây. Thì cái dòng chồng này có thể nhìn xa nhìn gần, rất là tiện lợi cho khách hàng lái xe và ban đêm sử dụng thiết bị số nhiều ha. Thì bên Liêm như thế nào là mọi người có thể tư vấn, gọi qua Liêm trên số Zalo hoặc là nhắn tin để Liêm tư vấn cụ thể ha. Những ai mà có nghiên cứu về dòng chồng này thì rất là hiểu cái vấn đề của chồng này rồi. Rồi xin chào mọi người trước nha. Này có điện thoại nên Liêm phải nghe điện thoại á, nên kỹ lên cái video clip nó không có liền mạch được ha. Đây giờ Liêm giới thiệu tiếp. Đây là cái những cái vết mực á, ở trên cái chồng kính mà trước khi mà giao cho khách á thì bên Liêm sẽ lau hết ha. Mình sẽ lau nó giống như một miếng chồng kính thông thường thôi, chứ không có những cái vết mực như vậy. Cái vết mực như vậy để cho mọi mình biết được đây là cái phần kỹ thuật bên Liêm làm ha. Đó, miếng phải nè, miếng trái nè, đó, thấy không? Đó, có những cái thông số là Essilor đầy đủ ha, để mình biết được đây dòng chồng của chính hãng. Đó, và nó chống tia xanh, chống tia xanh. Thì mình Liêm sẽ thử luôn cái sự chống tia xanh của cái dòng chồng này cho mọi người xem nha. Liêm sẽ hạ cái độ sáng xuống. Đây. Cái là cái dòng chồng chống đây, dòng chống tia xanh nè. Mọi người coi, nó không có xuyên qua cái chồng kính nha mọi người. Đây, mọi người, nó không có xuyên qua cái chồng kính nè, thấy không? Được bảo vệ mặt trước luôn và mặt sau luôn nha, đầy đủ nha. Mọi người thấy không? Được bảo vệ mặt trước và mặt sau luôn ha. Nên đây giờ dòng chồng rất là cao cấp nha. Sau khi mà Liêm quay xong cái clip là Liêm sẽ lau hết những cái vết mực vàng như vậy và thành một cái chồng kính rất là đẹp và mỏng và đẹp, trắng tinh để Liêm giao cho khách hàng ha. Đó, thì những cái sản phẩm mà bên Liêm làm ra đều có cái thẻ ha và cái khăn chính hãng của cái chồng kính Essilor. Đó, Liêm giao nguyên bộ cho khách hàng luôn. Đó, và bao chồng nếu mà khách hàng có nhu cầu cần. Rồi, Liêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách nha.